Phiên đấu giá quyền khai thác 3 mỏ cát ở Hà Nội với tổng số tiền đấu thầu chung thầu là gần 1.700 tỷ đồng so với giá khởi điểm là chưa tới 24 tỷ đồng. Kết quả này gây sự chú ý của dư luận trong 2 tuần qua bởi giá trúng thầu quyền khai thác 3 mỏ cát này cao gấp 46,7 và 204 lần giá khởi điểm. Liên Mạc, Châu Sơn, Tây Đằng Minh Châu, 3 mỏ cát thuộc quận Bắc Từ Liêm và huyện Ba Vì được đấu giá thành công lần lượt với mức khoảng 408 tỷ đồng, 400 tỷ đồng, 883 tỷ đồng. Trong khi đó, mức giá khởi điểm chỉ từ 2 tỷ đồng, cao nhất là hơn 19 tỷ đồng. Một trong 3 doanh nghiệp đấu giá chỉ mới thành lập hơn 2 tháng. Với mức giá mà các doanh nghiệp chúng đấu giá so với trữ lượng cát được phép khai thác, thì đặt ra câu hỏi là liệu các doanh nghiệp này có phải đấu giá là để thực hiện hay không? Chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời. Nếu làm một phép tạm tính về giá trị thu được khi khai thác cát từ 3 mỏ này sẽ thấy sự vô lý. Với giá cát trung bình theo khung giá tính thuế tài nguyên cùng với trữ lượng từng mỏ thì giá trị thu được so với giá đấu trúng, tức là tiền xin cấp quyền khai thác thì có doanh nghiệp phải bù lỗ hơn 330 tỷ đồng. Đó là chưa kể các loại thuế, phí và chi phí đầu tư khai thác. Với một cái mức kết quả trong đấu giá cao gấp rất nhiều lần so với giá khởi điểm, thì cái tính khả thi của việc triển khai cái dự án khai thác có thể nói là rất thấp. Mục tiêu tối thượng của doanh nghiệp đó là lợi nhuận. Đấy, mà đã là lợi nhuận mà nhất là doanh nghiệp mà ở đấu giá đây, tôi nghĩ rằng là những doanh nghiệp mà họ đã và đang là khai thác cát lòng sông thì rõ ràng thì họ phải có một cái phương án nào để bù lỗ vào cái đấy. Với mức thua lỗ lên tới hàng trăm tỷ đồng, không khó tính ra như vậy. Nếu các doanh nghiệp được phê duyệt kết quả chúng đấu giá và tiếp tục triển khai, thì đặt ra vấn đề về quản lý trữ lượng cát trong tương lai được khai thác trên thực tế. Do hoạt động của dòng chảy, thì quá trình khai thác nó tạo cái điểm trũng ở cái vị trí khai thác và những cái vật chất xung quanh nó có thể bồi tụ lại. Trong trường hợp mà chúng ta những cái cơ quan có thẩm quyền ấy, mà không kiểm soát tốt cái sản lượng khai thác thực tế thì cũng có thể dẫn đến cái trường hợp là doanh nghiệp khai thác cái trữ lượng khai thác thực tế của doanh nghiệp sẽ vượt cái trữ lượng cấp phép. Một trong 3 mỏ chúng đấu giá, khu vực thuộc mỏ và xung quanh, tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra khá phức tạp. Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh cát trái phép được đánh giá là siêu lợi nhuận. Nhiều vụ bị bắt giữ cho thấy mỗi tháng các đối tượng thu lợi hàng tỷ đồng. Số tiền này nhiều hơn số tiền cọc của các doanh nghiệp chúng đấu giá. Đến thời điểm này thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chưa ban hành quyết định phê duyệt kết quả chúng đấu giá quyền khai thác 3 mỏ cát và đang thực hiện rà soát toàn bộ quá trình khảo sát, đánh giá trữ lượng mỏ, làm hồ sơ và tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.